bộ lạc mà săn bắt hái lượm cuối cùng ở trên thế giới thì sẽ sống như thế nào, nhà người ta như thế nào. Thì đằng sau đây là một ngôi nhà của bộ lạc HZB các bạn. Và bên này nữa cũng là một ngôi nhà. Cùng vào trong xem là nhà của người HZB như thế nào nhá. Đây, anh này là người HZB đây các bạn. Nhà ở trong một cái thân cây, người ta đục một cái lỗ vào bên trong. Đây là ngôn ngữ của người HZB các bạn. Thì các bạn có thể nghe thấy những tiếng. Đấy là một cái ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ Click. Một ngôn ngữ rất khác biệt ở trên thế giới này. What's your name? Nó Akanabe Hazane. Name Dudu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lê Khả Giáp, đang ở bộ lạc HZB, Tanzania. Tôi là anh Khương.